Người dân từ 18 tuổi trở lên ở thành phố Hồ Chí Minh chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 sẽ được đăng ký tiêm qua tin nhắn điện thoại theo cú pháp rồi gửi về tổng đài 8066. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Trung Trinh vừa ký văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố triển khai tổng đài tiếp nhận tin nhắn đăng ký tiêm vaccine đối với người dân chưa tiêm mũi 1. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất kế hoạch triển khai tổng đài tiếp nhận đăng ký tiêm vaccine như sau. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tổng đài 8066 tiếp nhận tin nhắn SMS cho người dân đăng ký tiêm vaccine COVID-19 đối với người từ 18 tuổi trở lên, chưa tiêm mũi 1 và đang ở thành phố. Cụ thể, chọn tin nhắn theo cú pháp MUI1, cách chống, họ tên, cách chống, năm sinh, cách chống, quận huyện. Ví dụ, MUI1, cách chống, Nguyễn Văn A, cách chống, 1960, cách chống, Bình Chánh. Danh sách đăng ký tiêm vaccine sẽ được chuyển qua thư điện tử đến Ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Địa chỉ thư điện tử tổng đài sử dụng để gửi danh sách đăng ký tiêm vaccine cho các địa phương là tiêmvaccinea.tphcm.gov.vn. Tần suất gửi danh sách đăng ký tiêm vaccine là 1 giờ một lần. Trước đó, thành phố đặt mục tiêu sẽ phủ vaccine mũi 1 cho người trên 18 tuổi, không phân biệt thường trú hay tạm trú trước ngày 15 tháng 9. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 20 tháng 9, thành phố đã có thêm 102.593 người được tiêm vaccine. Tại các điểm tiêm đều trật tự ổn định. Như vậy, đến nay, thành phố đã tiêm 8.876.463 liều vaccine, trong đó 2.100.826 người tiêm mũi 2, 6.775.637 người tiêm mũi 1. Theo thống kê, thành phố có hơn 7,2 triệu người trên 18 tuổi, như vậy còn khoảng hơn 500.000 người chưa tiêm mũi 1.